Chương 2. Tính cách và quy luật của đạo Chương trên, chúng tôi đã đã dịch chữ thường thường đạo là vĩnh cửu, bất biến. Chữ đó xuất hiện rất nhiều lần trong đạo đức kinh và còn nghĩa nữa là phổ biến. Như câu Dân chi tòng sự, thường ư cơ thành nhi bại chi chương 64. Chúng tôi dịch là người ta làm việc, thường gần tới lúc thành công lại thất bại. Cũng có thể hiểu là có một điều phổ biến là người ta làm việc gần đến lúc thành công thì thất bại. Hoặc như câu Thiên đạo vô thân, thường giữ thiện nhân chương 79 có thể dịch là đạo trời không tư vị ai, luôn luôn gia ân cho người có đức, nghĩa là có một luật phổ biến là người có đức thì được trời gia ân. Một thí dụ nữa trong chương 16. Phục mệnh viết thường, tri thường viết minh, bất tri thường vọng tác hung tri thường dung có nghĩa là trở về mệnh là luật bất biến hay phổ biến của vật biết luật bất biến phổ biến thì sáng suốt không biết luật bất biến phổ biến thì vọng động thì gây họa biết luật bất biến phổ biến đó thì bao dung luật bất biến trong chương đó tức là luật biến hóa phổ biến trong vũ trụ nó chỉ huy tất cả mọi sự chương trên lão tử dùng óc suy nghĩ và trí tưởng tượng mà đoán cái thể của đạo trong chương này ông dùng óc quan sát vũ trụ để tìm ra tính cách và quy luật của đạo đạo là mẹ của vạn vật cho nên vạn vật có những tính cách của đạo và phải theo những quy luật của đạo một phát có thể lão tử nhận thấy rằng trong vũ trụ sinh vật nào càng nhỏ càng thấp như con sâu thì cơ thể và đời sống càng đơn giản chất phát còn ngoài người thì thời thượng cổ tính tình chất phát đời sống rất giản dị tổ chức xã hội rất đơn sơ càng ngày người ta càng hóa ra mưu mô xảo quyệt gian trá đời sống càng phức tạp xa xỉ tổ chức xã hội càng rắc rối mà sinh ra loạn lạc chiến tranh loài người chỉ khổ thêm rồi từ nhận xét đó mà ông cho rằng một tính cách của đạo là phát một mặt chất phát loài người cũng như vạn vật do đạo sinh ra đều phải giữ tính cách đó thì mới hợp đạo, mới có hạnh phúc. Chương 32, ông viết, đạo thường vô danh, phát, đạo vĩnh viễn không có tên, nó chất phát. Chương 37, ông bảo, trong quá trình biến hòa, tư dục của chúng phát ra thì ta dùng cái một mặt vô danh vô danh chi phát tức đạo mà trấn áp hiện tượng đó. Chương 28 ông khuyên ta trở về một mặt phục quy ư phát. Như vậy phát là một tính cách của đạo hoặc một trạng thái của đạo. Lão tử dùng chữ đó để trỏ chính cái đạo nữa vì ông cho nó là rất quan trọng, tượng trưng cho đạo. Trở về một mặt cũng tức là trở về đạo. Vũ Đồng trong Trung Quốc triết học đại cương thương vụ ấn quán cho rằng phát là chất liệu cơ bản của đạo chất liệu đó khi tản mát ra thì thành những vật cụ thể vạn vật trong vũ trụ, phát tán tắc vi khí chương 28. Chất liệu đó phải chăng là những đơn chất cô của Simlet? Hiểu như vũ đồng cũng có thể được. Trong chương sau chúng tôi sẽ xét sự áp dụng quy tắc phát trong cách xử thế và trị nước. 2. Tự nhiên Một tính cách nữa cũng có thể nói một quy luật nữa của đạo là tự nhiên. Phát là một hình thức tự nhiên, nhưng tự nhiên không phải chỉ là phát, nghĩa rộng hơn nhiều. Trong đạo đức kinh, tiếng tự nhiên được dùng nhiều hơn tiếng phát, tự nhiên là một điểm quan trọng và bậc nhất trong học thuyết Lão Tử, nên chương 25 Ông Bảo, đạo pháp 49 tự nhiên, nghĩa là đạo theo tự nhiên, đạo với tự nhiên là một. Một vật gì trời sinh ra, không có bàn tay con người, ta gọi là tự nhiên, một cử động ngôn ngữ phát ra tự lòng ra mà không tính toán trước, ta cũng gọi là tự nhiên. Đạo sinh ra vạn vật rồi, để cho chúng vận hành, diễn biến theo luật riêng, theo bản năng của chúng, chứ không can thiệp vào, cho nên lão tử bảo đạo là tự nhiên. Chương 51 ông viết, đạo sinh ra vạn vật, đức bao bọc, vật chất khiến cho mỗi vật hình thành, hoàn cảnh hoàn thành mỗi vật. Đạo và đức không can thiệp, chi phối vạn vật mà để vạn vật tự nhiên phát triển. Chương 37 ông bảo vạn vật tương tự hóa vạn vật sẽ tự biến hóa. Tự hóa tức là tự nhiên phát triển trong chương 51. Chính vì đạo để cho vạn vật tự hóa, không can thiệp vào, nên đạo không nhận công của nó. Vạn vật thị chi sinh nhi bất từ 50, công thành nhi bất hữu chương 34 đạo sở dĩ không can thiệp vào đời sống của vạn vật vì nó không có nhân cách, không có ý chí, không chủ quan. Ý đó không phải riêng của lão tử. Khổng tử cũng đã nói rồi, tứ thời hành yên, bách vật sinh yên, thiên hạ nguồn tai. Dương hóa 19 Bốn mùa cứ thay đổi nhau mà vận hành, vạn vật cứ theo bản năng mà tự thích nghi với hoàn cảnh, cá cứ tự mọc ra vây, chim tự mọc ra cánh con nồng nọc khi lên ở trên cạn thì tự đứt đuôi mà mang biến thành phổi, con tầm tự làm kén để sau đột kén ra mà biến thành con bướm và loài vật nào cũng đói thì tìm ăn, no rồi thì thôi, lúc nào mệt thì nghỉ. Điều đó ai cũng thấy. Đạo vô tri vô giác, cố nhiên là không can thiệp vào đời sống vạn vật rồi, nhưng loài người hữu tri hữu giác lại can thiệp vào, mà can thiệp vào thì thường rất tai hại. Chẳng hạn con nòng nọc còn nhỏ mà chặt đuôi nó đi thì nó sẽ chết. Con tầm mới làm xong cái kén, tự nhốt mình trong đó mà ta đột kén giải thoát cho nó thì nó sẽ chết mà không thành bướm. Nhất là loài người rất thường can thiệp vào đời sống của nhau, gây ra loạn lạc, chiến tranh. Lão tử thấy rõ cái hại đó hơn ai hết chương 29 ông bảo. Thiên hạ là một đồ vật thần diệu không thể hữu vi tự ý thay đổi nó được nên mới nhấn mạnh vào quy luật tự nhiên dùng một hình ảnh rất mới để đập vào đầu óc của ta bảo trời đất bất nhân coi vạn vật như chó rơm chân năm nghĩa là luật thiên nhiên tức đạo không có tình thương của con người bất nhân không tư vị với vật nào cứ thản nhiên đối với vạn vật không can thiệp vào đời sống vạn vật tức vô vi vô vi cũng là một thuyết chủ yếu của lão tử được ông nhắc đi nhắc lại nhiều lần Cuối chương này và trong hai chương sau chúng ta sẽ xét kỹ thuyết đó. Ở đây chúng tôi xin nói vắn tắt rằng vô vi không phải là không làm gì cả, mà có nghĩa là cứ thuận theo tự nhiên mà làm. Chương 37 rất quan trọng, ngắn mà tóm được hết ba ý trong tiết này và tiết trên cho ta thế phát, tự nhiên và vô vi liên quan mật thiết với nhau. Đạo vĩnh cửu thì không làm gì vô vi vì là tự nhiên mà không gì không làm vô bất vi vì vạn vật nhờ nó mà sinh, mà lớn. Bậc vua chúa giữ được đạo thì vạn vật sẽ tự biến hóa sinh, lớn. Bậc vua chúa giữ được đạo thì vạn vật sẽ tự biến hóa. Trong quá trình biến hóa, tư dục của chúng phát ra thì ta dùng cái một mạc vô danh tính cách, bản chất của đạo mà trấn áp hiện tượng đó, khiến cho vạn vật không còn tư dục nữa không còn tư dục mà trầm tĩnh thì thiên hạ sẽ tự ổn định. Không can thiệp vào đời sống vạn vật còn có nghĩa là để cho vạn vật tự do phát triển. Vậy lão tử có thể là người đầu tiên chủ trương chính sách tự do, một thứ tự do cho nhân quần, xã hội, khác sự tự do cho cá nhân, cho bản thân của một nghệ sĩ phóng đảng như trang tử trong thiên tiêu giao du. 3. Luật phản phục tính cách và quy luật thứ ba của đạo, quan trọng nhất là phản phục, tức là quay trở về. Chương 5, Lão Tử viết Đại viết thệ, thệ viết viễn, viễn viết phản Đạo lớn vô cùng thì lưu hành không ngừng, lưu hành không ngừng thì đi xa, đi xa thì trở về. Chương 40 nói rõ hơn Phản giả, đạo chi động Luật vận hành của đạo là quay trở về vạn vật do đạo sinh ra và do đức chúng tôi nhắc lại. Đức là một phần của đạo, từ đạo mà ra, có công nuôi lớn vạn vật mà trưởng thành, tất nhiên phải theo quy luật phản phục, cho nên chư 65 bảo. Huyền đức thâm hỷ, viễn hỷ, giữ vật phản hỷ, nhiên hậu nải chí đại thuận. Đức huyền diệu sâu thẳm, cùng với vạn vật trở về, rồi sau mới đạt được sự thuận tự nhiên. Trong mấy chương đó, chúng ta thấy lão tử dùng chữ phản chương mười sáu ông dùng thêm chữ phục vạn vật tịnh tác ngồi dĩ quan phục xem vạn vật sinh trưởng chúng ta thấy được quy luật phản phục phản hay phục thì nghĩa cũng như nhau đều là quay trở về cả trong kinh dịch luật phản phục được tượng trưng bằng quẻ phục quẻ này gồm năm hào âm ở trên và một hào dương ở dưới khi khí âm đã phát đến cực điểm sáu hào cùng là âm cả, tức tháng 10 âm lịch, tháng người Trung Hoa cho là lạnh nhất thì một hào dương xuất hiện ở dưới, nghĩa là khí dương bắt đầu sinh trở lại. Do đó mà quẻ có tên là Phục trở lại. Phục thuộc tháng 11 âm lịch, ngày đồng chí Solstice de here. Luật phản phục của đạo đó tức luật tuần hoàng của vũ trụ loài người đã nhận thấy từ hồi sơ khai, mặt trời mọc, lên tới đỉnh đầu rồi xuống, lặng, hôm sau lại như vậy, mặt trăng tới ngày rằm thi tròn, rồi khuyết lần tới cuối tháng, rằm sau tròn trở lại, bốn mùa thay phiên nhau, rồi năm sau trở lại mùa xuân, thu triệu lên lên xuống xuống, cây cối từ đất mọc lên, lá rụng trở về đất, thành phần nuôi cây, còn người từ các bụi trở về cát bụi. Vì vậy mà, gió lốc không hết buổi sáng. Mưa rào không hết ngày phiêu phong bất chung triêu, sậu vũ bất chung nhật chương 23. Phù vật vân vân, các phục quy kỳ căn chương 16. Vạn vật phồn thịnh đều trở về gốc căn nguyên của chúng. Gốc đó tức là đạo. Một tính cách của đạo là phát, cho nên quy căn trở về gốc cũng tức là trở về phát, quy ư phát chương 28. Chương 14 ông bảo đạo trở về cõi vô vật phục quy ư vô vật, vậy thì vạn vật trở về với đạo, tức trở về cõi vô vật. Ý đó diễn lại trong chương 40. Luật vận hành của đạo là trở lại lúc đầu. Vạn vật trong thiên hạ từ có mà sinh ra, có lại từ không mà sinh ra. Phản giả đạo chi động, thiên địa vạn vật sinh ư hữu, hữu sinh ư vô. Thật minh bạch mà cũng thật là logic khởi thu là vô từ vô mà sinh hữu sinh ra vạn vật vạn vật biến hóa tới một trạng thái nào đó rồi đều quay trở lại trở về với vô rồi từ cái vô lại sinh hữu y như giai đoạn trước có như vậy đạo mới ứng dụng vô cùng được mà đạo mới có thể thường vĩnh cửu được mà quy luật phản phục quy căn đó cũng vĩnh cửu bất biến thường biết được luật bất biến đó là sáng suốt không biết thì vọng động mà gây họa quy căn thị vị phục mệnh phục mệnh viết thường tri thường viết minh bất tri thường vọng tác hung trở về gốc căn nguyên gọi là trở về mệnh trở về mệnh là luật bất biến thường của vạn vật biết luật bất biến thì sáng suốt không biết thì vọng động mà gây họa chương mười sáu tóm lại lão tử chủ trương có luật phản phục bất tuyệt nhưng chúng ta đừng nên hỏi rằng mỗi vật khi biến hóa đến tận cùng, trở về vô, về đạo, hết một vòng rồi, tới vòng thứ nhì. Đạo có tái tạo chính những vật như trong vòng trước không, hay những vật khác đi một chút, mà nếu là chính những vật như trong vòng trước, thì chính những vật đó, lần này có biến hóa cũng y hệt như kiếp trước của chúng không, như Virgin đã nghĩ trong bài ca Adlot với bài ca thứ tư của một đồng thi hào của la mã ở thế kỷ thứ thứ nhất trước công nguyên đó bảo một ngày kia toàn thể vũ trụ biến đổi hết cách rồi đi hết vòng thứ nhất rồi sẽ cố ý hay ngẫu nhiên trở lại y hệt một tình trạng rất xa xăm trong dĩ vãng rồi do một định mệnh không sao tránh được sẽ diễn lại đúng từng tiểu tiết các biến cố xảy ra từ thời trước rồi sẽ có một tỷ phu nhà tiên tri khác và một chiếc tàu khác tên là Ago sẽ chở các đấng anh hùng nổi danh khác như Gia Sơn. Lại sẽ có những chiến tranh khác mà A xin vĩ đại một vị anh hùng Hy Lạp, theo truyền thuyết mà Homer đã tả trong thiên anh hùng ca, Lian sẽ được phái qua đánh thành trôi nữa lão tử không đặt ra vấn đề lịch sử trùng diễn đó mà dân tộc trung hoa có nhiều lương tri cũng không tin rằng tới một ngày nào đó sẽ có một vua nghiêu nhường ngôi cho vua thuấn có một vua trụ vương bị vua võ vương diệt có một chu công và một khổng tử cũng sinh ở nước lỗ cũng dây học cũng chu du thiên hạ tìm một ông vua để thờ họ chỉ tin đại khái như mạnh tử rằng sau một thời trị là bao nhiêu lâu đó lại đến một thời loạn bao nhiêu lâu nữa rồi trở lại một thời trị cứ tuần hoàn như vậy lão tử không phải là một thi sĩ như virgin một sử gia cũng không phải là một chính trị gia nữa mà chỉ là một nhà tư tưởng một triết gia ông quan sát vũ trụ thấy những luật biến thiên hiển nhiên mà ai cũng chấp nhận và ông khuyên chúng ta sống theo những luật đó nếu không sẽ bị họa thế thôi Hình như ông nghĩ rằng các loài vật khác nhau được sống theo luật tự nhiên cả, đều giữ được cái đức đạo ban cho, chỉ duy loài người là đánh mất cái đức đó, rồi mỗi ngày một sa đọa thêm mà tới xã hội mới hóa ra loạn lạc như ở thời ông. Chương 38, ông viết: "Cho nên đạo mất rồi sau mới có đức, đức mất rồi sau mới có nhân, nhân mất rồi sau mới có nghĩa, nghĩa mất rồi sau mới có lễ." Lễ là biểu hiện sự suy vi của sự trung hậu thành tín, là đầu mối của sự hỗn loạn. Chương 18 cũng diễn ý đó. Đạo lớn bị bỏ rồi mới có nhân nghĩa. Cho rằng loài người đánh mất cái đức, lại tin rằng con người có thể tìm lại được cái đức do một cách tu dưỡng nào đó chúng tôi sẽ trở lại vấn đề này trong một chương sau. Tức là nhận rằng chúng ta có tự do ý chí, có định mệnh là quy căn nhưng cũng có tự do ý chí tới một mức nào có thể làm cho luật phản phục quy căn đó tiến mau hơn hay chậm hơn lão tử không nói ra nhưng có lẽ ông nghĩ như vậy tin như vậy chăng nếu không tin mà cho rằng cái gì cũng có định mệnh cả xã hội thịnh hay suy trị hay loạn đều do luật tự nhiên tuần hoàn con người không thể cưỡng lại được thì tất ông không biết sách nhưng có điểm quan trọng này ông lại không xét, loài người do đạo sinh ra thì do đâu mà đánh mất cái đức, do đâu mà đánh mất cái phát do đạo phú cho, do ốc thông minh, nhưng ốc thông minh cũng do đạo phú cho nữa, do nhà cầm quyền gợi lòng dục cho dân, nhưng dân phải có sẵn lòng dục thì mới gợi được chứ. Quy kết thứ nhất, sự luân phiên và sự tương đối của các luật tương phản phản có nghĩa là trở lại mà cũng có nghĩa là trái lại. Vũ trụ tiến tới cùng cực một trạng thái nào đó thì quay trở lại, tức là chuyển qua một trạng thái trái lại, ngược lại trạng thái trước, như mặt trời xế ngược lại với mặt trời lên, trăng khuyết ngược lại với trăng tròn, thu triều rồng ngược lại với thu triều dân, đêm ngược lại với ngày. Đó là sự luân phiên của những cái tương phản mà Phùng Hữu Lan so với thuyết chính thế sẽ phản anti thế sẽ hợp SINTHESC của hề dồ. Phùng dẫn câu đại trực nhược khuất, đại xảo nhược chuyết cực thẳng thì dường như cong, cực khéo thì dường như vụn trong chương 45 để chứng thực rằng lão quả có chủ trương chính, phản thành hợp. Ông bảo, nếu chỉ có thẳng không thôi thì tất biến thành cong, nếu chỉ có khéo không thôi thì muốn cho khéo quá rốt cuộc hóa vụn lộng xảo thành chuyết. Nhờ trong cái thẳng có cái cong, trong cái khéo có cái vụng cho nên lão tử mới bảo là cực thẳng đại trực, cực khéo đại xảo, như vậy là chính, phản hợp nhau đấy. Cho nên cực thẳng không phải là cong, chỉ dường như cong thôi, cực khéo không phải là vụng chỉ dường như vụn thôi. Renier trong cuốn lời Escrit Du tao Flammarion 1957, trang 51 cho rằng phùng so sánh như vậy chỉ là xét bề ngoài thôi học thuyết của lão tử ngược hẳn với hề dồ. Hề dồ tin có một sự tiến triển hoài lần lần tới tuyệt đối trong giai đoạn trước, chính, phản thành hợp, qua giai đoạn sau hợp đó thành chính, rồi lại có phản, lại thành hợp nữa, cứ như vậy mà tiến lần lên, còn lão tử, ngược lại, chủ trương quy căn trở về đạo. Vậy hề dồ đề cao sự tăng tiến, lão đề cao sự giảm thoái. Thuyết của Hề Dồ có tính cách dịch hóa địa lết tích, còn thuyết của Lão có tính cách thần bí mai tích. Chúng tôi cho rằng Grenier có lý. Một số các triết gia Đông, Tây có giống nhau thì thường cũng chỉ giống nhau bề ngoài thôi mà tinh thần vẫn có chỗ khác. Phải đặt câu đại trực nhược khuất, đại xảo nhược chuyết vào chương 45, rồi so sánh chương này với chương 41 mới đoán được ý của lão tử. Chương 45 cái gì hoàn toàn thì dường như khiếm khuyết mà công dụng lại không bao giờ hết. Cái gì cực đầy thì dường như hư không mà công dụng lại vô cùng. Cực thẳng thì dường như cong, cực khéo thì dường như vụn, ăn nói cực khéo thì dường như ốc úng. Chương 41 Sách xưa có nói, đạo sáng thì dường như tối tâm, đạo tiếng thì dường như thuộc lùi, đạo bằng phẳng dễ dàng thì dường như khúc mắt, đức cao thì dường như thấp trũng. Cào khiết thì dường như nhục nhã cũng có thể hiểu, thật trong trắng thì dường như dơ bẩn, đức rộng lớn thì dường như không đủ, đức mạnh mẽ thì dường như biến nhát, đức chất phát thì dường như không hư có người dịch là hay thay đổi. Hình vuông cực lớn thì không có góc nói về không gian, nó không có góc vì không biết góc nó đâu. Cái khí cụ cực lớn đạo thì không có hình trạng cố định, thanh âm cực lớn thì nghe không thấy hình tượng cực lớn thì trông không thấy đạo lớn thì ẩn vi không thể giảng được trong hai chương đó lão tử đều nói về đạo và vũ trụ đều dùng nhiều tiếng dường như nguyên văn là nhược để so sách hai cái ngược nhau hoàn toàn với khiếm khuyết đầy với hư không thẳng với cong sáng với tối tiến với lùi cao với thấp trũng năm năm để cho thấy tính cách ẩn vi bí mật không thể giảng của đạo cho nên Grenier bảo thuyết của lão có tính cách thần bí là thế. Sự luân phiên của các tương phản tức sự tuần hoàn của vũ trụ là một điều ai cũng thấy, triết gia nào cũng nhắc tới. Lão tử sâu sắc hơn, còn nói đến sự tương đối của tương phản. Chương 2, ông viết, có và không sinh lẫn nhau, dễ và khó tạo nên lẫn nhau, ngắn và dài làm rõ lẫn nhau, cao và thấp dựa vào nhau trước và sau theo nhau có và không dễ và khó ngắn và dài cao và thấp trước và sau là tuy bề ngoài trái nhau nhưng thật là sinh thành lẫn nhau vì không có cái này thì không có cái kia không sinh ra có tức vạn vật vạn vật biến hóa tới cực điểm rồi lại trở về không vả lại phải có rồi mới thấy không ngược lại cũng vậy cũng như phải có một vật dài mới thấy một vật khác ngắn một vật cao rồi mới thấy một vật khác là thấp. Cái đẹp cái xấu cũng vậy, cái thiện cái ác cũng vậy. Ai cũng cho cái đẹp là đẹp, do đó mà phát sinh ra quan niệm về cái xấu. Ai cũng cho điều thiện là thiện, do đó mà phát sinh ra quan niệm về cái ác. Chương 2 Đẹp xấu, thiện ác đều là quan niệm của loài người cả. Đạo không phân biệt như vậy, chỉ vận động không ngừng thôi. Hết giai đoạn này tiếp ngay giai đoạn khác. Mỗi giai đoạn có một nhiệm vụ của nó là chuẩn bị cho giai đoạn sau, cuối cùng là trở về đạo. Không có giai đoạn nào quan trọng hơn giai đoạn nào, tuổi trẻ chuẩn bị cho tuổi già, mà mùa đông chuẩn bị cho mùa xuân. Xét cho cùng thì vạn vật cũng vậy, không có quý tiện, không có vật nào không có ích trong vũ trụ về phương diện này hay phương diện khác, cho loài này hay loài khác, Chẳng hạn khi dùng chất hóa học diệt hết loài mũi, loài sâu ở một cái hồ thì cá sẽ chết, hồ sẽ chết, diệt hết chim trong một khu vực nào đó thì sâu sẽ sinh sôi nảy nở mà mùa màng sẽ bị hại. Và ai không biết rằng ông giúp cho hoa kết trái, hoa giúp cho ông có mật. Loài nào cũng có công giữ sự quân bình, điều hòa trong vũ trụ. Đối với đạo, vật nào cũng ngang nhau, không có quý tiện, không có họa phúc vì họa là chỗ dựa của phúc, phúc là chỗ nấp của họa. Họa hề phúc chi sở, phúc hề họa chi sở phục chương 58, chính có thể biến thành tà, thiện có thể thành ác chính phục vi kỳ, thiện phục vi yêu chương 58. Tất cả chỉ là tùy thời biến hóa, lúc này là quý, là phúc, là chính, là thiện thì lúc khác là tiện, là họa, là tà, là ác tương đối hết đó là một quy kết của luật phản phục của luật tự nhiên và chúng ta có thể bảo thuyết tề vật mọi vật đều ngang nhau trang tử đã mượn của lão tử chỉ triển khai một cách tài tình hơn thôi lão tử là triết gia đầu tiên chủ trương tự do và bình đẳng chăng những lời của ông chúng tôi dẫn tiếc này và còn nhiều lời khác nữa như nhu nhược thắng cương cường tuyệt thánh khí trí có vẻ ngược đời chính lão tử cũng nhận vậy, nên chương 78, ông bảo, chính ngôn nhược phản lời hợp đạo nghe như ngực đời. Ông biết rằng nhiều người cho thuyết của ông là quái luận, chê cười ông. Kẻ hạ sĩ tức kẻ tối tâm hiểu biết thấp nhất nghe đạo thì cười rộ. Nếu không cười thì đạo đâu còn là đạo nữa. Hạ sĩ văn đạo, đại tiếu chi, bất tiếu, bất túc dĩ vi đạo chương 41. Quy kết thứ hai. Tổn hữu dư, bổ bất túc. Một quy kết nữa của luật phản phục là tổn hữu dư, bổ bất túc. Vạn vật từ không mà sinh ra, mới đầu con nhỏ, yếu như vậy là bất túc, lần lần lớn lên, mạnh lên tức là được bồi bổ, khi lớn, mạnh tới cực điểm rồi như vậy là hữu dư thì trở ngược lại, nhỏ đi, yếu đi tức là bị giảm, tổn đi, giảm lần, suy lần tới khi trở về không. Thế là sau một vòng, cho nên Lão Tử nói Đạo trời giống như buộc dây cung vào cung chăng. Dây cung ở cao quá thì hạ nó xuống, ở thấp quá thì đưa nó lên, dài quá thì bỏ bớt đi, ngắn quá thì thêm vào. Đạo trời bớt chỗ dư, bùi chỗ thiếu thiên chi đạo tổn hữu dư nhi bổ bất túc chương 77. Vậy thì trong vũ trụ tuy vật nào cũng ngang nhau, trạng thái nào cũng cần thiết như nhau nhưng lão tử vẫn thích mến cái nhỏ, cái yếu, cái vơi, cái ít, cái tối tâm, cái khiêm. Hơn vì những cái đó gần với đạo hơn, được đạo bù cho. Quy tắc này có vô số áp dụng trong đời mà chương sau chúng tôi sẽ xét. Ở đây tôi chỉ dẫn thêm một câu nữa, tiếp vào đoạn trên chương 77. Đạo người thì không vậy thói thường ở đời thì không như đạo trời, bớt chỗ thiếu mặt cấp thêm cho chỗ dư ai là người có dư mà cung cấp cho những người thiếu thốn trong thiên hạ chỉ có người đắc đạo mới làm được như vậy thục năng hữu dư dĩ phụng thiên hạ duy hữu đạo giả thật là một lời nhân từ đầy tình thương một chủ trương công bằng xã hội hiếm thấy trong triết học trung hoa thời chiến quốc thục năng hữu dư dĩ phụng thiên hạ tôi thích câu đó hơn những câu dân vi quý xã tác thứ chi quân vi khinh hoặc dân chi sở hiếu, hiếu chi, dân sở ố, ố chi, vì nó là một lời than thở phát từ đáy lòng. 4. Vô triết lý vô Vạn vật khi đã phát triển đến cực điểm thì bị tổn lần lần cho tới khi trở về vô. Vậy vô là chung cục trong một giai đoạn mà cũng là khởi điểm giai đoạn sau. Hơn nữa nó còn là bản thu của trời đất chương một, như chương trên đã nói vì vậy lão tử rất quý vô có thể nói học thuyết của ông là học thuyết vô ngược hẳn với học thuyết của các nhà khác vô không có nghĩa là hoàn toàn không có gì trái hẳn với hữu vô là vô sắc vô thanh vô hình đối với cảm quan của ta như đạo vô có tính cách huyền diệu huyền bí nó sinh ra hữu rồi hữu trở về vô thành thử vô hữu không tương phản mà tương thành để cho ta thấy cái công dụng kỳ diệu của vô lão tử dùng nhiều hình ảnh mới mẻ tài tình chương 11 ông viết 30 tài hoa cùng quy vào một cái bầu nhưng chính nhờ khoảng trống không trong cái bầu mà xe mới dùng được nhồi đất sét để làm chén bát nhưng chính nhờ khoảng trống ở trong mà chén bát mới dùng được đục cửa và cửa sổ để làm nhà chính nhờ cái trống không đó mà nhà mới dùng được vậy ta tưởng cái có bầu chén bát, nhà có lợi cho ta mà thực ra cái không mới làm cho cái có hữu dụng. Chương năm ông lại viết khoảng trống không giữa trời tức không gian như cái bể, hư không mà không kiệt, càng chuyển động hơi lại càng ra. Thật là ngược đời. Vương An Thạch đời Tống đã phản đối ông, đại ý bảo. Công dụng của cái bánh xe tuy ở chỗ trống giữa 36 cái rẻ quạt châu lại, nhưng ở ngoài phải có vành tròn thì mới có chỗ trống ấy công dụng của các đồ đạc tuy ở chỗ trống của nhiều thứ đó nhưng phải có cái vỏ chung quanh thì đồ đạc mới có chỗ trống công dụng của cái nhà tuy ở chỗ trống trong nhà nhưng phải có tường vách nền mái thì cái nhà mới có chỗ trống như vậy thì những công dụng của các vật kia phải ở cái có không ở cái không lão tử sống ở thời loạn thấy người ta càng cứu loạn thì càng loạn thêm cho nên ông chủ trương đừng hữu vi đừng làm trái thiên nhiên, tức phải vô vi. Do đó ông trọng vô, vườn an thạch sống ở thời Trung Hoa suy nhược, muốn cứu nguy cho quốc gia, phải giảm quyền lợi của quý tộc mà tăng quyền cho triều đình. Nên ông chủ trương cực hữu vi, can thiệp nhiều vào đời sống của dân, đặc biệt là của giới quý tộc, địa chủ, thương nhân, do đó mà trọng hữu. Đạo khác nhau thì không cùng bàn với nhau được. Vương phản đối lão là lẽ đương nhiên, nhưng ông đã bất công, không chịu hiểu sâu tư tưởng của lão, lão trước sau vẫn nghĩ rằng hữu vô tương thành, phải có cả hai, không có cái không thì cái có vô dụng, mà không có cái có thì cái không cũng vô dụng như vương nói. Giá như vương kết luận rằng, như vậy thì những công dụng của các vật kia đều ở cả cái có lẫn cái không thì chúng ta hoàn toàn đồng ý với ông. Vì lấy vô làm gốc, lão tử mới khuyên ta vô vi, vô ngôn, vô dục, vô sự chương 57, cũng chính lấy vô làm gốc nên ông mới chủ trương tuyệt học, tuyệt thánh khí trí. Cũng chính vì lấy vô làm gốc nên ông mới trọng sự hư tỉnh, tinh thần bất tranh và ông mới ngoại kỳ thân, hậu kỳ thân chương 7. Một nửa nhân sinh quan, chính trị quan của ông xây dựng trên chữ vô.